Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục thời sự. Chúc quý vị có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Đăng ảnh chụp với con trai, Nhân nàng khuyên chồng cũ Nhật Kim Anh đừng đi bước nữa. Trải qua nhiều chuyện, chồng cũ Nhật Kim Anh Bủ Lộc nhận ra rằng hãy cứ đi thì vấp ngã thật đau, đứng lên và vững vàng bước đi tiếp. Vì nỗi đau chính là người thầy tốt nhất dạy chúng ta cách để trưởng thành hơn. Kèm theo đó anh đăng tải loạt ảnh đưa con trai đi chơi. Nhưng đáng chú ý là dù Bủ Lộc ly hôn vợ được 3 năm, nhưng nhiều người khuyên anh không nên đi bước nữa. Đáp lại chồng cũ Nhật Kim Anh cũng đồng ý với lời góp ý này. Ly hôn được 3 năm, đến nay Nhật Kim Anh mới lên tiếng xác nhận. Sau khi đường ai nấy đi, con trai Nhật Kim Anh ở với bố ở Cần Thơ. Chính vì vậy mà những mâu thuẫn hậu ly hôn của Nhật Kim Anh và chồng cũ phát sinh. Nữ ca sĩ tối chồng cũ tìm mọi cách ngăn cản cô tham và gần gũi cầu con trai. Như ngày khai giảng hay bế mạc năm học, chồng cũ cũng không cho biết. Cách duy nhất mà cô có thể gặp con là về Cần Thơ. Ngoài ra nữ ca sĩ còn chịu ức chế khi liên tục bị những người không hiểu chuyện vào Facebook mắng chửi. Vì vậy không ít lần Nhật Kim Anh đã gây gắt nhắn đến chồng cũ. Trong khi đó Bủ Lộc chỉ giữ thái độ im lặng. Trong một lần về Cần Thơ thăm con, rồi sau đó lên Sài Gòn, Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập vào biệt thự, phá hỏng hai két sắt chỉ trong thời gian ngắn lấy đi 5 tỷ. Biết chuyện, Bủ Lộc đã chia sẻ video vụ mất cắp để mong Nhật Kim Anh sớm tìm lại được tài sản của mình.